Yeah.
ít nhà ngày trước cũng nhiều. Hai cân.
trong vườn này vào gặp chân nhỏ ấy. Đi. Chạy. Ba mới có phải đi con nhá.
Thank you.
để ra đỗ đây đã. Có phần này không chịu như vậy được. Cái túi to đại rồi cho nó hết. Yeah.
đi phải mất. Thank you.
Thank you.
Ôi giời. Ra.
vàng. Oh!
Ê, ông bạn đi cái nào. Cũng nhựa ăn ngon lắm. Đây là đun đổ ruột cam. Cam. Loại này là đây có hai loại, loại ruột vàng nhưng mà ruột vàng không gọt thành mẹ đỏ. Con trồng sen bên đây quanh á. Đây trồng sen rất dễ chuẩn. Sen trồng sen. Nếu nó mới chưa được chín, mới cắt cái mà chưa được chín đâu. Để nó lúng đi. Thầy giáo xem bao nhiêu cân. 17 cân rưỡi. Về thông trứng. Bác lên gùi cháu. Lên gùi, lên cho cháu gùi gì? Vâng. Cái này nhẹ không gì đâu. Nhưng mà không có cái ấy là nó không lên được. Nào, bác áo này là gì giống người dân tộc. Đã ba vừa tăng xuống. Nó xin nha. Nó không cần thu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái gì? Này cầm về bên đấy hổ nhá. Còn anh như quả sầu riêng ấy nhỉ? Mùi của vị của nó. Đây là mây à? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Đang đi tìm mua trứng vịt không thấy. Hãy subscribe cho kênh Bastard Oleaster Go để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đàn ba đây, đàn ba đây. Xuống bên cầu, bên cát, bên phải đây. Đất trong kia đi con chú ba. Không bắt đèn chúng mày cơ gì rồi. Đéo mày bắt đèn gì. Điên à. Điên rồi cô ơi, đây mấy cái mà thôi trả lại ra đi. Mua về để cho nó làm sữa hạt. Sữa hạt á? Mấy cho dừa vào uống ngon.
Thank you.
em cần rồi. Ôi giời, từ năm ngoái nó đang hạ quán với cả ớt rồi. Không, bà ăn khác hoàn toàn luôn. Cháo cắt cháo cái gì vâng, có nhà bà Hân. Chọn cân rồi. Thank you.
đào anh đây có đào không hả? Ừ. Càng mở thêm
luôn. Đi con. Ba kia nghe con lo đi. Giờ nhặt ra lên cái cửa. Này mua cho mấy nghìn cái chua. Bán phấn đấy. Để mua đi. Để ra cả lốt. Rồi. Sống chung có 20 cây. Là cái con dâu. Mua 22 lạng này về đây. Quay quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.